that is Dan. Stand up, please. Anh là cô. Thánh băng ra bảo stand. Stand, stand. Lesson 1. Art supplies. A. Listen, point, and say. 1. Paint. Paint. 2. Paper. Paper. 3. Chalk. Chalk. 4. Yarn. Yarn. 5. Glue. Glue. Sao thế nhà Phương Thanh sao thế? Không có vấn đề gì chưa? Ok. Let's say everybody say paint, paint, paint. Paint, paint, paint. Good job. Phương Thanh ơi bật tiếng lên nói nhé. Paper, 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 paper. Paper, paper, paper. Okay.
Chalk, chalk, chalk. Chalk, chalk, chalk. Get chalk, and John, John, John. Chalk, chalk, chalk. John, John. Chúng mình học sang cái từ này rồi. John, John. Okay. Glue, glue, glue. Blue, blue, blue. Okay. And tip, tip, tip. Tip, 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 tip. Tip, tip, tip. Tip. Mình có chữ P đằng sau đó. Okay. Tip, tip. Đúng rồi. Đúng rồi. Giỏi quá. Okay. Gia Bảo ơi, con để điện thoại ngang ra con nhìn rõ hơn đó. Đúng rồi, nhìn thấy rõ hơn không? Dạ. Yeah. Hả? Here we go. Here we go, here we go. Everybody say again. Good. Chalk. 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 Uh-huh. Chalk, chalk, chalk. Get chalk. Glue. Glue, glue, glue. Glue, glue. Okay. Paint. Paint, paint, paint. Paint. Paint, paint, paint. Paper. Paper, paper, paper. Paper, paper, paper. Uh-huh. Tape. Tip, tip, tip. Tip, 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 tip. John, John, John. John, John, John. Very good. Wow. All right. Từng bạn đọc cho cô nhé. Cô sẽ tắt tiếng các bạn đi này. Minh Diệu đọc trước nha. Minh Diệu hí có. One. Two. Okay. Two. Paper, paper, paper. Good. Three. Chalk, chalk, chalk. Very good. Four. John, John, John. Good job, John. Five. Paint, 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 paint. Pen, pen, not pin. Paint, paint. Paint. Good job. Six. Tip. Tip. Number six, tip, tip. Cô nhắc mà, tip. Tip. Oh, thank you, Minh Diệu, very good, thank you. Okay, Phương Thanh Nghĩa, you go. Phương Thanh, let's go. Now it's your turn. Your turn. Phương Thanh ơi, bật tiếng lên con. Turn on your mic. Okay, here we go. Number one. What did I say? Glue. Glue. Good. Number two. Paper. Good. Number three. Chalk. 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 Very good. Number four. John. Chalk. Okay. Bạn nào chưa thuộc nhé, cũng đọc theo cô và đọc theo bạn luôn nhé. Six. Sorry, five. Pen. Pens. And six. Six. The tip. 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 Okay, thank you. Good job. Thank you. Phương Thanh chưa nhớ, bây giờ Phương Thanh lại đọc theo Khánh Măng nhé. Khánh Măng bật tiếng lên nè. Here we go. Here we go. All right, number one. Khánh Măng say, number one. Good. Paper, okay. Number three. Chalk. 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 Minh Diệu ơi, Minh Diệu đặt tiếng đi nhé. Okay, four. John. Jam. Five. Five. Pens. And six.
Tape. Tape. Cái mắt nói to lên nhỉ? Ok, thank you. Good job, thank you. All right, Gia Bảo, here you go. Gia Bảo, say number Ooh. One. Blue. Number two. Ooh. Number two. Paper. Two. Paper, okay. Number three. Number three. Chalk. 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 Uh-huh. Chalk. Number four, John, 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 John. Good. John. Number five, pen. Good. And six, pen. Tape. All right. Thank you. Gia Bảo khá là nhớ bài đó. Thank you. Chúng mình ơi bật tiếng lên câu đố này. Turn on your mic. Okay, listen, listen. Paper. Now, what number is the paper? What number is the paper? Paper. Number? Paper. Number? Two. Number two. Paper. Number two. Paper. Good job. Paper. Very good. Now, listen next. Paper. Listen next. Now, one. Blue. Paper. Glue. Glue. Number? Two. One. Very one. Good. Here we go. Yarn. 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 Number four. Yarn. Number four. Yarn. Catch up. Tip. 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 What number is the top? Number six. Number six. Okay, number six is the tape. Tape. Get your next. Chalk. Chalk. Number five. Ôi nhóm này chúng mình học giỏi quá. Yeah, thank you. Here we go. All right. Bây giờ cô sẽ đố sang mình trước. Bé rồi. Bé rồi. Bé nói bé thế nhé. Ok. Cô mình nhìn xuống phần chữ nha. Cô hướng dẫn phần chữ này. Let's say paper. Paper. Nhà bạn nào ổn đấy nhỉ? Chúng mình giữ trật tự nhỉ? Hi. B. Tape. B. Okay. C. John. B. John. D. D. Chalk. D. Chalk. E. E. Hinge. F. F. Blue. F. Blue. Okay. Giờ bây giờ cô đọc ở trên này nha. Number one tape. Vậy chúng mình sẽ tìm phần chữ. Chữ nào là chữ tape? Okay. Chúng mình đọc letter đây. A, B, C, D, E, or F. Okay. Now tape. Tape. Letter I. I. E. Tip. Tip. E. Tip. E. B. B. Letter B. Letter B. Letter B. Okay, now chalk. Chalk. What letter? What letter? Chalk. 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 Letter D. D. Letter D. 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 Nhà bạn nào có em bé đấy nhỉ? Bé nào đang kêu đấy? Nhà Minh Diệu à? Mình giữ chặt để cho các bạn cùng học nhé. Không sao em bé, các bé tạm thời sao một tí nhé. Ok, glue. What letter is the glue? Letter A. Letter F. 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 Blue. F. Okay. F. F. Blue. Okay. John. What letter is the John? John. John. Letter C.
Letter C. C. John. C. John. Okay. Now next paper. 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 Letter A. Letter. Yeah. Paper. A. A. Thank you. Good job. And paint. Paint. Letter. Letter E. Letter E. Paint. E. Paint. E. Paint. Very good. Wow. Thank you. Good job. Here we go. Bây giờ chúng mình có 6 hình ở đây nha. Cô sẽ mở lần lượt 6 hình ra. Chúng mình phải ghi nhớ, ghi nhớ. Thì nữa sẽ chơi game. Chúng mình ai nhớ sai thì sẽ phải nhảy 5 lần nha. Nhảy 5 lần nha. Ok. Here we go. Thế nên là chúng mình tập trung nhớ hình nha. Here we go. Ok, here we go, here we go. Giờ cô sẽ mở phần chữ và chúng mình sẽ tìm hình ảnh nha. Ok, now I'm gonna open the words. Oh, tape. Tape, what picture is the tape? What picture is the tape? Picture number 1, 2, 3, 4, 5, 6. What picture is the tape? Bức tranh số mấy là tape nhỉ? Picture. Mình giơ tay lên. Bạn nào đoán số mấy cứ để tay lên. Xong cô sẽ mở nha. Bạn nào sai phải nhảy nha. Tape. 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 Đoán đi, mạnh dạn lên, nhanh lên. Tape. Number 4. Chúng mình giơ tay bằng ngón tay này này. Để cô biết này. Number 4. Số mấy nhỉ? Minh Diệu number 4, con để nguyên tay thế này cho cô. Minh Diệu number 4, ok. Các bạn khác nhanh lên không bạn, dơ mệt. Ok, Gia Bảo number 4, alright. Khánh Băng, số mấy nhỉ? Number? Khánh Băng number? Chúng mình dơ tay lên, Khánh Băng number 4 cũng dơ tay lên. Ok, Phương Thành. Phương Thành? Number 1. Thanh number 1, ok. Tất cả các bạn number 4, riêng Phương Thanh number 1. Ok, cô mở nhé. Ok, mở số đông trước này. Ok, number 4. No, no. Tip, no, no. Các bạn sai hết rồi. Yeah, let's jump 5 times. Stand. And jump 5 times. Chúng mình sai rồi, chọn sai rồi nhảy thôi. Ok, cô nhảy trước nhá. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, now you jump. Nhảy đi nhanh để còn chọn cái khác. nhảy vừa nói nhá. Vừa nhảy vừa đếm số nhá. 1, 2, 3, 4, 5. Minh Diệu không nhảy được. Anh đang. Chúng mình phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của chúng mình chứ lị. Có mỗi Phương Thanh nhảy à? Ồ, thì bây giờ nha, cô cho các bạn một cơ hội nữa. Cô mở lại hết, chúng mình lại ghi nhớ lại. Ok. 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 Here we go. Alright. Cô đóng lại nha. I'm gonna close it. Close. Ok, riêng phần tape là đã mở ra rồi. Ok, tape number 6. Here we go, next time. Here we go, ok. Pins. What number? What number? Number two. Ok. Minh Diệu number 2, Khánh Băng number 2, Phương Thanh. Number 2. Gia Bảo số 5 à? Oh, 2. Gia Bảo nói lên. Ok, tất cả các bạn chọn number 2. Paint. Alright. Yeah. Good job. Yeah. Here we go. Next. Paper. Number 3. Okay. Number 1. Big Diệu number 1.
Number three. Ok, chúng mình không thay đổi nha. Giáp Bảo. Number. Giáp Bảo số mấy nhỉ? Giáp Bảo ơi, tập trung con. Số mấy nhỉ? Chọn số mấy nhỉ? Phương Thanh. What number? What number do you choose? What number is the paper? Number three. Ok, Phương Thanh number three. Ok. Minh Diệu number one. Khánh Băng number mấy? What number? Three. Three, okay. Gia Bảo number three, okay. Cô sẽ mở số 1 nha. Cô mở số 1 trước nha. Có một bạn chọn. Minh Diệu, hiểu như câu. Minh Diệu. No, no. Alright, number three. Paper, paper. Yeah. Minh Diệu, let's jump 5 times. Đợi con một chút. Okay. Okay. Minh Diệu vừa nhảy vừa đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, go. Alright, thank you. Next, next. Everybody, everybody next. John, John. Number one. Number one, okay, good job. Alright, next. Glue, glue. What number is the glue? What number is the glue? Five. Minh Diệu number five, okay. Gia Bảo, Khánh Băng, Phương Thanh. Glue, glue. Con đi nhanh lên, không phải suy nghĩ đâu. Sai thì nhảy có gì đâu. Nhảy cho khỏe người có gì đâu. Okay, Phương Thanh number five. Đúng rồi, các bạn thử nhảy xem tích cực. Đúng rồi. Gia Bảo number 5 à? Gia Bảo phải nói lên cơ. Con giơ tay con phải nói cơ. 5. Number 5. Ok, ba bạn chọn number 5. Khánh Băng. 5. Number 5. Ok, I'm gonna open number 5. No, no. It's the chalk. So everybody stand up, stand up, stand up and jump. Các bạn sai hết rồi, đứng dậy nhảy đi. Yeah. Khánh Băng, Gia Bảo, let's jump. Hai thằng 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. Nhảy thích ơi là thích luôn, nhảy khỏe người luôn. Luôn. Gia Bảo thử nhảy xem thích không. Gia Bảo chọn sai mà Gia Bảo không nhảy là không tốt rồi. Các bạn ạ. À. Cố lên Gia Bảo ơi. Alright, number 4. What is number 4? Go. Number 4 is glue. 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 Okay, thank you. Alright, thank you. Gia Bảo lần sau chọn sai con phải nhảy nhá. Đúng không? Minh Diệu thấy nhảy hay không? Có. Tương Thanh và Khánh Băng có thấy hay không? Có. Nhảy đi cho khỏe người, các bạn ơi. Yeah. Học mới vui, ngồi mãi làm sao? Ok, here we go. Listen, listen, listen. Page 12. B. Listen and number. 1. Hi, Danny. Hi, Jay. What is it? It's yarn and glue. Yarn and glue? Yes. And glue. 2. My paper. It's great. Thank you. My paper. 3. Teacher, your chalk. Thank you, Carla. Is it a square? No, it isn't. It's a circle. It's a circle. It's a circle. 4. Is it glue? No, it isn't. It's tape. Oh, tape. Okay. Tape. Paint is great. Paint is great. All right, chúng mình nghe được không nhỉ? Nghe được không nhỉ? Được ạ. Okay. Dễ mà. Yeah, listen. Chúng mình chỉ nghe thấy cái từ khóa của mình thôi. Okay. What is it? What is it?
Cô quanh tròn này. What is it? John. A John. John ở đây này. Mấy cái cuộn len sợi len này. John, sợi len sợi chỉ này. Từ nhà ở đây hiểu. John, John, John. John, John and glue. John and glue. Đây các bạn lấy sợi John và dính glue lại này, dính vào giấy làm bông hoa này. Chúng mình cũng có thể tự làm vậy đó. Ok. Number two, paper. Paper. Nhìn kìa, các bạn lấy giấy về xong rồi cắt rồi đan xen này, đẹp thế nhỉ? Lúc nào mình thử nhá. Alright. Number three, chalk. 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 Okay. Chalk thì viết lên bảng. Vẽ lên bảng hình gì đấy nhỉ? Vẽ lên bảng hình gì đấy nhỉ? Hình square or circle. The shape. The... Circle. 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 Alright. Thế còn bạn Julie đang cầm gì đấy? What's Julie having? What's she having? What does she has? She has the tape. She has the tape. She has the tape. And the penny. Tape. Not tape. Tape, tape, tape. Tape. Ok. Bây giờ chúng mình học sang câu nhé. Cô sẽ hỏi là what's this? What's this? Chúng mình nhìn thấy phần này không nhỉ? Cô chỉ nhá. Đây, nhìn thấy phần câu hỏi không nhỉ? What's this? What's this? Nhìn thấy chưa? Can you see? What's this? What's this? What's this? Pink. Okay, khi cô hỏi what's this, what's this? Các bạn trả lời cho cô là this is pink. This is pink. Number one. This is pink. This is pink. Number one. Okay, number two. This is yarn. This is yarn. Number two. Number three. This is. This is number three. Tape. Tape. Number three. This is tape. Okay. Yes. Number four. This is. This is paper. This is paper. Paper. Number five. Paper. What's this? What's this? This is. This is glue. This is glue. Okay, this is glue. And number six, what's this? What's this? This is? Chalk. 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 All right, thank you. Everybody. Ok, các bạn đọc cho cô nha. What's this? What? Cái gì? Cái gì thế này? Cái gì thế này? Ok, what's this? What's this? What's the? What's the? Ok, đọc to nha. What's this? What's this? What's this? What's this? What's this? Đọc to lên, Thanh Băng, Phương Thanh, Gia Bảo. Nghe thấy giọng mỗi giọng Minh Diệu à? What's this? What's this? What's this? What's this? What's this? Okay, thank you. Khánh Băng ơi, con ngồi vào gần để cô mới nghe thấy này. Khi cô hỏi là what's this? What's this? Các bạn sẽ trả lời cho cô là this is. This is. Okay. Okay. This is. This is. This. Okay, thank you. Chúng mình nối âm nha. Chúng mình nối âm này nói là this is, this is, this is, this is, this is. Okay. Từng bạn đọc cho cô nha. Cô tắt tiếng này. Minh Diệu, here you go. This is. Cô hỏi là what's this? Cô hỏi what this? Sau đây con sẽ trả lời cho cô là this is, this is. Okay. Minh Diệu, what this? What this?
This is. This is. Okay, thank you. Good job. Thank you. Phương Thảo nghĩ yêu cầu. Phương Thảo say. What's this? What's this? What? Phương Thảo say. This is. This is. This is. Okay, thank you. All right, Ba Bảo hiểu yêu cầu. What's this? What's this? Ba Bảo say. Ba Bảo con nói nhé. Con trả lời cô nha. This is. This is. Good job, thank you. Khánh Băng hiểu yêu cầu. Khánh Băng, con bật tiếng. What's this? This is. Con trả lời cô là this is. Yeah. All right, thank you. Kim Băng con phải nói nhiều lên nhé. Yeah, okay, this is. Everybody, chúng mình bật tiếng nè. Here we go. What's this? Everybody. Pen. This is pen. This is pen. Okay, what's this? What's this? This is chalk. Minh Diệu ơi bật tiếng. Thế bảo bật tiếng. This is chalk. Okay, chalk. Here we go. What's this? This is glue. Minh Diệu ơi con bật tiếng lên. What's this? Pen. This is yarn. Good. What's this? This is tape. All right. Thank you. What's this? This is paper. Okay. Thank you. Rồi cô gọi từng bạn một chơi nha. Hải Phương à Khánh Băng yêu cầu first. Khánh Băng, what's this? Khánh Băng trả lời cho cô này. This is trong con chọn pen hay là tape? Hình ở đây, hình ở góc bên trái này. This is tape. Good job. Good job. Phương Thành, what's this? This is pen. Con trả lời giả câu ra. This is pen. Good job. Okay. Next, Gia Bảo, what's this? Pen. Gia Bảo here. Chúng mình nhìn hình trên này ra. This is chalk. Ui ra cái bút so mày. This is chalk. Okay. Chalk. Yeah. Minh Diệu. Oh. Minh Diệu, what's this? Minh Diệu. What's this? Blue. To lên con. This is blue. Okay. Khánh Băng, what's this? Blue. This is. John a paper? John. Yeah, okay. What's this? This is paper or pen? Paper. Very good.
Wow, Thú Minh ơi, Tôm đã đánh bại được con rồng này rồi và cứu được công chúa nha. Wow, ok. Thank you. Wow, hướng dẫn bài tập về nhà này. Bài 1 chúng mình sẽ đọc Glue, tape, paint, chalk, paper, yarn. Bài số 2 chúng mình sẽ vừa hỏi vừa trả lời. What's this? This is paint. What's this? This is yarn. What's this? This is tape. What's this? This is paper. Paper. What's this? This is glue. What's this? Chalk. Okay. Alright, it's time to say bye-bye. Thank you. Bye bye. Các bạn học giỏi quá đi. Cố lên, cố lên. Bye bye.